Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Anh trai có nhờ mình đăng bán giùm chiếc phà cây sao nha anh em. Chiếc phà cây sao thì phà này dán rất là dày nha, dán tiếp tiếp với bè là anh nói dày 3 phân nha anh em. Thì cây còn rất là chắc nha. Anh nói lắp giò khô ráo, bao khô ráo cho anh em ha. Đó, anh em xem tham khảo rồi anh em muốn mua thì alo số phone tiêu đề gặp ngay chủ phà nha. Thì phà này chiều ngang 3 m, chiều dài 7 m 2, thì bán luôn máy với ủi nha. Máy ủi này thì máy Vikino 125. Đó, anh em xem tham khảo ha. Mình thấy ảnh quay là còn rất là cứng nha, cong đà còn rất là cứng. Đó, máy á, máy ủi có hộp số luôn, dàn jacksi thì sơn phết mới luôn. Đó, anh em xem ha. Phà này hiện tại ở Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An nha. Anh em nào ở gần đó thì có thể đi qua xem trực tiếp luôn cho dễ nha anh em. Còn video này thì ảnh gửi một số hình ảnh qua Zalo anh em cũng không được rõ cho mấy ha. Đó, mình thấy cong đà rất là chắc nha anh em. Cong đà rất là chắc. Lắp chai rồi khô ráo nha, ảnh nói là bao khô nha anh em. Nhiều khi có nước là chỉ nước mưa thôi nha, chứ ảnh nói là không có vô luôn á. Ảnh nói bao khô. Bè cao ráo luôn ha. Bè cao ráo, bè dày nha, dày 3 phân. Cầu kỳ đi theo luôn nha, bán có cầu theo phà luôn đó. Nói chung phà này giá cả hợp lý mà lại phà rất là chắc chắn. Cái màu lắp giò còn mới luôn đó nha anh em. Lắp giò thì video anh gửi qua nó hơi hơi rung lắc, anh em xem thông cảm nha anh em. Đó, thì đây anh đi lại quay sau lái nè. Lái bè một tấm luôn nha, lái một tấm nha. Dàn chassis đó, động cơ Vikino 125 luôn, hộp số luôn. Ủa, bè dày, tiếp dày anh em ơi, tiếp rất là dày luôn, thấy anh quay bè dày lắm nha. Này thì chiều ngang tới 3 m, chiều dài 7 m 2, anh em đi máy cày là máy cày lớn được luôn nha. Thì máy dầu thì Vikino 125, máy ảnh nói đang chạy ngon lành luôn. Đó. Địa chỉ ở Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Anh em muốn mua hay muốn tham khảo chi tiết thêm thì alo số phone trên tiêu đề để gặp ngay chủ phà ha, để hỏi thêm nha anh em. Còn anh gửi qua anh đưa thông tin cũng ít nha anh em, cho nên mình biết bao nhiêu thì mình nói bao nhiêu ha. Quay bè nè, bè này hình như một tấm luôn hay gì á, không thấy rành anh em ơi, không biết một tấm hay hai tấm nữa. Ở trên mặt thì ảnh có lót ha, có lót tấm gì nè, đi rất là sạch, không rớt đất xuống phà nha. Cầu rất là chắc ha, cầu 3 cây V nha, 3 cây sắt V trọn bộ luôn, luôn cầu luôn máy ủi phà luôn đó, mũi phà rất là khô ráo, thấy là và ok luôn. Anh em xem tham khảo nha. Xin nhắc lại anh em là phà chiều ngang 3 m, chiều dài 7 m 2, dáng dày 3 phân và phà bằng cây sao nha. Dáng tiếp tiếp 3 phân, bè 3 phân. Còn lợp mặt thì anh nói lợp mặt bằng cây tạp nha anh em, nói cho rành nha. Thường thì đóng phà người ta lợp mặt bằng cây tạp à, tại vì máy cày đầu đi lên cây tốt nó cũng bể à, nên lợp mặt bằng cây tạp nha anh em. Chỉ be, cong đà, tiếp rồi cây sao hoàn toàn hết. Thì anh nói là bao anh em là khô ráo nha, không vô nước nha, khô ráo không vô nước.
Rồi giá tiền ảnh thì ảnh bán anh em 20 triệu nha, trọn bộ. Anh em muốn mua thì alo trực tiếp số phone tiêu đề gặp ngay chủ phà nha, cho dễ nha. Mình chỉ đang bán giùm thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo luôn.